Khủng bố luôn. Đây. Nãy tôi nhiều máu thể luôn. Đây, quay lại. À, ủa đúng một cái bụi. Ôi. Lấy đây, đây cho nó khô đi. Đây vào rừng dèo. Đế à. Trời vực thẳm nè. Hành trình lên sinh tồn, tìm kiếm thức ăn, mua nước thôi, đấy, sách nước thôi, không sách gì hết. Tát vô, đang rồi, tát con suối rồi, đặt chưa được con suối này. Vậy tụi kia nó có cái nhà. Nhà kiểu như nhà. Người ta cắt cái từ nhà hôn ở đây. Nhà hôn. Nhà như nhà hôn. Buồn nó trôi nó cho. Ai da, xuống dốc. Đây, mà xuống lại con suối này. Ai da. Nắng dữ vậy. Kiếm chỗ mát kìa, em mới tiếng. Vô kia kìa. Trong hốc kìa. Trời, vô kế chưa. Trời, vô đây. Vô cái to chưa. Cái bự hấp kia kìa kìa à. Ồ bãi chiêu chiêu quá chứ. Ai chà sao tặng đế ừ kế tàu kìa. Đây giờ mấy chú cháu. Đây con bỏ dưới đây. Đây à. Đây mấy chú cháu sẽ câu ngay đây. Là mồi. Này. Còn bỏ nước ít thôi nha. Rào trọng lên. Để mồi để gọc kén. Ô kìa nó tập trung hết kìa. Cái đây sẽ là cái bãi. À, được các em mới tiếng không? Kéo vô trong con mắt đi, cái băng nè. Bị rồi.
cầu phụ. Ê, em đi tiếp. Nó đủ nghe đâu chứ. Em đi tiếng câu được cái bự kìa. Oh wow. Oh, em đi tiếng câu cái to chứ. Đó. Oh, bự chứ. Để cho ta ra đi chứ chứ được coi thôi. Ồ, khủng bố luôn. Đây. Nãy nhiều máu thể luôn, nó rút mất luôn nè, thôi con lên lên đó, con bảo chuẩn bị đi. Đây, đây được, được, rồi mẹ đó, chết tí tí làm thiệt. Đây, đó thì mình không cái đầy cọc. Đây luôn hả? Đúng rồi. Tiếng cầu.
Việt Nam sẽ gỡ. Để cho ké bắt đầu lên kia núi, giờ nó có cái chồi kìa. Rút rồi đó, rút. Lấm. Oh. Đây, nãy giờ em mới tiến câu câu được mớ. Đây. Con đây, đây đây con, cái bên kia nữa, đây đây đây, cầm kéo quen, ừ, cầm kéo gì nữa đây, có một cái bự nhẹ, ừ, đúng rồi, còn một con nữa, bốn con nữa, bốn con nè, ừ. Đây quay lại. Con to nè. Ồ, to tổ bố luôn. Nhưng mà tiếng câu cái bự kinh khủng. Ừ. Ừ. Bây giờ đi đi tìm chỗ để nướng đi. Nướng đây. Hả? Nướng đây. Cho cháu xin nướng lửa đây, nướng ké, ù ké ké tò quay mình đứng lấy dĩ à, đúng đúng rồi, quay vào đó nó có dĩ vậy mà tiếp đây, chỗ này phun suối nè, đây sẽ làm thì chỗ này nó có cái tảng đế này, mét không Thank you.
rửa đi chứ. Ừ. Mày rửa cái này đi, dơ chứ gì. Này, mày tiếng gì gì. Gì rửa đó. Trời ơi, sạch sạch lên tí. Để mấy này vô. Đây kế nè. Ôi cái bự. Mấy con nhỏ đổ hoài nha. Ờ đúng, 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 đúng rồi. Đây sản phẩm này. Sinh tồn ở đây có kế ăn. Đây lên suối này có kế ăn. Ồ. Con này bao nhiêu? Con cái trắng. Ừ. Sao con rửa đi. Đem đấy. Đây. Đây còn mấy con nhỏ này. Rửa gì nè em, tiếng ừ dơ lắm. Ghét không? Đem xuống rửa lại. Ồ, nó xé ra bự chưa? Từ nữa. Đó. Đây đây. Thấy mấy gì nhỏ. Bắp lửa thì lên lên nữa này nướng. Ok chưa? Em đúng lửa. Đây, lửa đi. Để mà tiến lại đây đem cho rửa. Rửa sạch vô nha. Được có kế ăn rồi. Kê vô. Mà suối này mát. Kế đây cũng nhiều. Đây đợi tí kia tới lại cho đây. Ui. À, trong thời gian mà cái này nè. Có then nè. Xong rồi con lấy cái lâu em tiếp. Đây. Nè nè nè. Còn lâu nữa. Đó. Đưa cái gì kế cho chú tí vậy? Chị lửa chưa kêu. Không, bảo quậy đi cho nó khô. Bỏ quậy đi nè. Cái này đang rớt ha, trộn đồng rồi phải. Cái này đang mua rớt này. Còn cái nào? Cái này đó. À, ok. Đây, đỡ gì? Đó, đỡ gì? Xịt ra lửa đang phục cái đó. Để cho nó khô. Em mấy tiếng kia thì đeo rồi chưa? Rửa lon, mất nước. Tí vô luộc trứng. Ngày hôm nay chỉ có mua trứng thôi. Kế lên cho đây bác. À, bỏ trứng vô. Bỏ trứng vô, bỏ. Đó, ok luôn. Một lần hai trứng. Lần hai trứng rồi hả? À, được á. Cỡ đi. Rồi, để chú tiếp. Từ từ. Cỡ. Ủa, chừng nó đứt cái tay. Nóng quá. Nóng quá rồi con. Bỏ xếp lên đi. Bỏ vào đây đi, cho mà lùa nó vô. Xem bỏ. Bỏ đây nè. Bỏ nữa. Rồi. Tao lấy ra bóp đi. Kế đấy chưa. Kế to, siêu to khổng lồ luôn. Bạch kỳ luôn. Thôi đỡ cho nó khô đi con. Ờ, đắt cho nó ướt chứ gì. Đây đỡ cho nó khô đi. Cho nó khô một tí. Đó. Còn kia thì đã luộc trứng. Ui đừng lên, nó dính đất, trời ơi. Dính đất. Dỡ keo lên, đây. Sao dính con mắt kìa. Này không khói nè. Thank you.
đi, về đi. Ờ, trong thời gian chờ đợi ăn ổi, ổi nhảy hái nè. Này giống là sinh tồn luôn. Trứng và nướng bằng lon bia không? Con bự nãy rồi.
biết rồi. Này, bên đây luộc trứng nè. Sao? Sao ly thề? Thổi đi em mới tiếng. Mình chơi sắp hồng đèo rồi kìa. Chứ kìa, xin nhắc cho. Ê, đừng đừng, đưa yên đi. Nó đổ nữa, nó đổ như kia lên. Cái xô này chứ, không ké kìa. Để thôi. Rồi, bà đi, ké kìa. Nước bà đi thì xôi. Đi thôi. Còn cái này nó chảy nước luôn. Trời đó. Đâu trời 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 em, ở đây nó vàng rồi, bên kia. Đó. Đây, còn để vô. Mấy cái vườn. Đây hai cái hũ cuốn. Này có cơm ngon lắm nè. Dạ, bắt đầu. Hả? Xinh nữa. Chín rồi á. Chưa, ta đi vàng đi. Ở bên đây nhẹ. Hai con đi chưa nè. Để chưa. Hai được món cái nướng. Chưa ngon, muốn trứng luộc nữa. Cái này kia đừng đi xe nha. Đặt xin đồ này xin. À trời đúng không? Trời con ké còn chín đâu. Còn em mới tiếng là đi chặt lấy chuối. Đi đâu vậy? Rửa hận tao đây nè. Cái xe còn đó tôi kịp xin. Tôi đừng dính mẫu á. Chắc là hồng đèo á, chính là ké.
cái nó ngon rồi. Để tiếp. Đâu? Đó, ngay đó đó. Thêm hai trứng nữa nè. Một trứng, hai trứng. Chắc này cũng chín luôn rồi, em nghe tiếng không? Sôi nãy giờ. Lấy cái dọn ra đi. Đầu từ con kế chín vừa. Ai vậy chứ. Kế sắp chín rồi. À, nhiều luôn. Buổi trưa. Chưa được có món này với món này. Con trứng. Ai vậy chứ. Tiếng nè. Đi rửa trái cây cấp. Khó. Lấy cái bì. Lấy cái bì tí bỏ vô nha em ơi tiếng. Bỏ vỏ rồi đi nè. Kìa cái bình nữa kìa. Cái lấy kìa kìa. Đây. Ở nhắc đây luôn. Tí khỏi mất công nhé. Nhắc qua rồi đó. Đây. Đây xem. Đây bỏ vào đây. Ai da. Cho nó ngủ. À, ngủ luôn rồi. Bị đây. Ăn bảo bị nè. Ồ nóng rồi chưa. Rồi lọc trứng ra đớp đi. Đớp trứng trước đi em mới tiếp. Đây ngon chưa. Chưa ngủ không? Cái này cũng nóng ấy. Hay chứ. Kế chắc chín rồi. Cái chín rồi. Đây. Ừ. Rồi con đây. Nhớ từ từ ngon chứ. Vui vậy nó tiếp thịt. Có tiếp gì không? Cô chừng chừng nó dính vô này. Xe, rớt rồi. Thôi đỡ cho nó ăn luôn. Đó, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Chờ này đi. Đó, ui gì ngon vô. Anh biết. Đây, ngon chưa. Mấy được rồi. Thử miếng bự đi. Mấy cái này có xương dâm á. Hả? Cái trắng có xương dâm.
em nhận sao? Chàng con mượn nè. Lấy cái nhíp á, nhặt đây.
thì mấy chú cháu đây em gần gần hết rồi. Được con ké này nó hơi có xương dâm, nó ngon. Ồ, đúng vậy. Ủa, giờ có còn nóng không? Miếng to sao con ăn vậy? Ngon. Quá tuyệt vời. Biếu. Đúng không? Cháu chỉ kết thúc cái video này. Các bạn đã nghỉ ngơi. Tiếp tục nữa như nào. Đây vẫn trưa. Đây, đây con suối đây. Xén chú cháu cậu ở đây vô xuống xuống như đại công. Đây, nấu ăn tại chỗ luôn. Chỗ này, sau cái tảng đế nè. Đây là tiếng kìa.